quay cho tất cả các bạn cùng xem là cái cảnh. Cho tất cả các bạn mời cùng xem là cái cảnh mà ghe thuyền qua cái cống nha các bạn. Quá đông rồi. Thì hiện tại là đang chờ nước để mà bơm cái âu thuyền để mà đi ha. Ngoài này bà con đi chợ lại rất là đông các bạn. Phía này thì xà lan kẹt cứng luôn ha. Mấy cái vỏ cho nó tới chạy các bạn. Qua mấy cái vỏ là đang nung vô phía trong đằng vừa cái cống nó mới đóng cửa lại nè. Qua phía trước thì xà lan đang dồn rất là nhiều nha. Đây bà con mình đi này ngoài biển đi vô các bạn. Ở đây thì ghe tôm mình lưng hết trơn mình. Này chạy dùng thứ đi lên ha. Rất là đông luôn các bạn. Xà lan thì đang ở phía ngoài đó các. Khá là đông ha, xà lan rất là nhiều luôn. Thì bây giờ thì cố gắng để mà nhét cho những cái chiếc vỏ lãi này vô theo một cái luồng cho nó hợp lý nha các bạn ha. Rồi chờ thêm cái luồng sau để mà đi nữa. Thì chắc chắn là mấy cái ghe lớn ở phía sau là không có đi được lên này. Đang chờ cho mấy cái luồng nhỏ ở đây đi. Rất là đông luôn. Bơm đầy nước là chạy rồi. Rất là đông luôn các bạn. Này chắc mấy vỏ lãi chạy trước quá. Phía đây thì xà lan đang đậu cục dây các bạn. Khá là đông ha. Rất là đông xà lan luôn các bạn. Ở đây là cái luồng đi ngoài vô là mình thấy là đa số là toàn xà lan nổi ha. Xà lan khẩm thì mình thấy ở phía trong. Đang đợi xà lan khẩm phía trong để cho nó ở trong trước. Khi nào mà cái luồng nổi này vô hết rồi thì cái luồng khẩm mới ra các bạn ha. Qua cái cửa B
Ben Âu Thiền đang đóng các bạn. Ba đồng. Cơ Ben đang đóng nè. Quá đông. Đang nóng lại thì bắt đầu là mới mở cái phía trên được nha các bạn. Để cho cái lượng nước nó dồn vô, không có tràn cái nước mặn vô phía trong ha. Ở ngoài này thì xà lan đang đợi rất là đông luôn. Mình nghĩ là đi khoảng 2-3 đợt nữa mới qua được ha. Đây khá là đông luôn các bạn. Cũng rất là lâu rồi mình mới được thêm cái cảnh mà mở cống Âu Thiền như thế này ha. Thì hôm nay là mình mới được cái cảnh này mình quay cho các bạn mọi người cùng xem nè. Tất cả đều được vận hành bằng ben thủy lực hết nha các bạn. Rất là dữ luôn. Ngoài là đậu đợi ha. Đây mình đi một vòng để mà quay cho các bạn xem cái cảnh mà rất là đông ở trên đây luôn. Rất là đông luôn các bạn, xà lan chiếc nào chiếc đấy bự bự không. Xuống đây mình quay cái chiếc vỏ lãi đang dưới đây rất là đông luôn. Ở đây nè, nó chắc chắn là phải nhường cho vỏ lãi đi trước các bạn. Quá đông. Cái cảnh là khá là lâu rồi mới thấy được cái cảnh này nha các bạn. Rồi đậu chen cũng ngắt ở đây luôn rồi. Đây đứng trên chiếc xà lan quay cho quả mọi người cùng xem nè. Ở phía trên thì cái cống là đang đóng gần khít đây nha. Đang đóng gần khít đây. Khít là bắt đầu mở cái phía trên nè các bạn. Để mình đi lên phía trên mới quay các bạn mọi cùng xem mấy phía trên này. Đây khá là nhiều luôn các bạn. Đây là cái phía ngoài, phía trong mình nhìn ra phía ngoài ha. Thì bây giờ là đang đợi đóng phía trên. Phía trên đóng xong rồi bắt đầu mở dưới phía này là cho xà lan bắt đầu là lên ga chạy liền. Khẩu dây vậy. Trên lạch nước dữ không ta? Coi trên lạch nước khoảng ồ chắc cũng cả hai. Không biết là có trên lạch nước hay không, để mình coi. Có các bạn, ở trên lạch khoảng một tấc nước luôn. Rất là đông luôn các bạn. Bây giờ là mình đang đứng cái đầu này là một hồi là sẽ xuất phát từ cái đầu này chạy trước ha. Cái cửa trên là đang mở các bạn mấy chiếc ghe bầu ghe cây rồi ha, đang chạy trước nè, phía sau thì bà con chạy vô lãi đang coi từ từ lên luôn. Quá quá đông rồi đó, giật máy chạy ra. Trời ơi,
trước rồi nè. Thấy là mấy chiếc nhỏ sẽ chạy trước các bạn, mấy chiếc lớn chạy sau nha. Bây giờ thì mấy chiếc xà lan bắt đầu đi nha các bạn. Giữ lòng sống mày. Ok. Rồi bơi cái đầu vô phía trong mày. Đâm như phía bên kia không vậy ta? Rồi rồi, cả bên kia rồi kìa. Wow. Anh này anh chưa có kinh nghiệm đi âu thuyền nha các bạn. Dính đít nè. Chiếc ga bầu này quá. Wow, chiếc kia khói dữ vậy. Ở trên mấy chiếc khẩm đi rất là đông các bạn. Yeah. Phía trên càng quá đông mà.
Quá thì bây giờ thì tiếp tục là mình xem cái luồng khẩm này đi ra các bạn, rồi một hồi là mới tới cái luồng nổi vô nữa ha. Rất là đông luôn. Các bạn biết cái con kênh này là rất là nhiều xà lan đi vậy đó. Khủng khiếp. Bây giờ thì tiếp tục là nhường cho cái luồng nổi vô nha các bạn. Tới cái luồng nổi, cái luồng khẩm ở trong đi ra. Qua xà lan nạp tối kìa. Khủng khiếp chứ, xà lan quá khối. Rồi phía trên nó đông. Giờ thì mấy chiếc khẩm đang cặp vô các bạn. Đang dọn ra đủ nè. Thì đang cột dây các bạn, đi dài từ từ vô ha. Đây, đang cột dây nè. Cho nó sát cái lái vô các bạn. Để nhường cái chiếc kia lên nha. Chiếc cắt hai cabin này cái mũi hơi khẩm các bạn, nước lên tới bè luôn kìa, sát đít luôn. Phía trước dễ thấy hơn một cabin ha. Sao khối dữ vậy? Dữ lắm khối rồi. Chỗ này ra biển chạy dữ lắm chạy.
đu qua. Đi ra chứ không.